sau vòng đấu bảng UEFA Europa League năm 2023-24, Cúp C2 châu Âu, 16 câu lạc bộ dẫn đầu sẽ chính thức bước vào giai đoạn knock cao. Nếu không thể chiếm đỉnh bảng, các đội đứng nhì phải đá thêm 2 trận playoff với 8 đại diện xếp thứ 3 vòng bảng C1. Do đó, một số câu lạc bộ như Brighton và AS Roma sẽ tìm mọi cách vươn lên ngôi đầu để tiết kiệm thời gian và nguồn lực cho vòng trong. Để làm được điều này, Brighton và AS Roma cần chiến thắng trong lượt trận cuối. Chung kết của Brighton, câu lạc bộ Brighton và Hope Albion đang xếp nhì bảng B, chỉ kém một điểm so với đội dẫn đầu là Olympique Marseille. Cả hai sẽ giáp mặt trên sân Farmer vào 3 giờ sáng ngày 15 tháng 12 giờ Việt Nam. Đây được xem là trận chung kết bảng đấu vì sẽ giúp xác định tương lai của mỗi đội trước vòng knockout. Phong độ của Brighton hiện tương đối ổn định. Trong 10 trận đấu gần nhất, thầy trò huấn luyện viên Roberto De Zerbi chỉ thua một trận trước Chelsea. Giai đoạn này cũng chứng kiến 3 lượt thắng liên tiếp của Brighton ở Europa League. Joao Pedro mang đến niềm hy vọng cho Brighton. Joao Pedro đang là ngôi sao sáng nhất của Brighton. Vừa gia nhập mòng biển hồi đầu mùa, tiền đạo đa năng người Brazil đã ghi 4 bàn trong 5 trận. Bên cạnh đó, Brighton vẫn còn những Mitoma, Ferguson, Ansu Fati, Pascal Gross, luôn trong trạng thái sẵn sàng. Dưới sự chỉ đạo của thuyền trưởng De Zerbi, đội bóng Anh quốc luôn tìm được cách bày binh bố trận hợp lý dựa vào nguồn nhân sự hiện có. Về phía Marseille, đội quân huấn luyện viên Gennaro Gattuso đã khiến Brighton gặp nhiều khó khăn mới giành được trận hòa ở lượt đi. Niềm hy vọng hàng đầu của Marseille là Pierre-Emerick Aubameyang. Aubameyang lập hat-trick ở lượt trận Europa League gần nhất vào lưới Ajax. Ngôi sao người Gabon đủ khả năng uy hiếp hàng thủ Brighton. Nếu Luis Dunk, Van Hách và Igor thiếu cảnh giác, đội nhà có thể phải trả giá.